Cô Trúc bây giờ phát hiện ra được một cái rất là hay nha, ở những cái người bay cô thích của Oli Flea mình á, tự nhiên là làm cực kỳ là tốt nha. Và cái hồi tháng 6 cô đi kiểm tra tổng quát sức khỏe là cái tiểu đường của cô là 247 là nó cả là 11 chấm mấy rồi đấy. Thế mà sau khi cô dùng bắt đầu cuối tháng 6 bắt đầu cô dùng là 20 tháng 6 mình được mua. Cô dùng cái gì? Cô dùng cái gì? Cô dùng cái gì? Cô dùng cái gì? Ủy ban mua tích của của công ty mình đó. Rồi cô dùng hết 3 hộp rồi. Mà coi như là tháng 7, tháng 8 nhá. Đấy, vừa rồi là cô lại đi kiểm tra lại. Coi như là cái tất nhiên cái đường của cô về có 95 mà nó về là 5.5. Cô không thể ngờ được bởi vì cô đã dùng cái combo Oinet của mình hơn 1 năm nay mà nó cũng chỉ xuống đến 8 chấm là hết cỡ rồi, 9 chấm nó lại lên 11 chấm là 12, 12 chấm rồi nó cứ xoay vòng ở cái đấy bởi vì là cô tiểu đường cô ít kiêng lắm, cô vẫn ăn ngọt cô cũng vẫn ăn, cô ít kiêng lắm nhưng mà bây giờ cô chỉ có là giảm cái ăn cơm mình tí thôi. Thế nhưng mà trong khi mà cô dùng cái đó ủy ban quân nhân của mình ấy là cô vẫn sử dụng như thế, cơm vẫn thế mà tất cả cô vẫn dùng xi trang. Thế mà từ ngày tháng 6 cho đến sang tháng 8 cuối tháng 8 là 2 tháng kiểm tra lại mà tự nhiên cái tiểu đường của cô tự nhiên thấy nó biến mất, còn có 95 số một nữa 5.5 rồi đấy. Coi là mơ, phải nói là công nhận là cái hiện tượng mà nó cắn rứt mà kiểu như kim châm hay là gì ở những cái bàn chân ngày xưa, bàn chân của cô nó nặng mà cắn rứt như là kim châm ấy. Nhưng mà bây giờ là không mừng cô, như vậy là tất cả các cái mà cô sinh hoạt là cô vẫn cứ không vẫn như trước, không có giảm, không có kiêng như gì hết, vẫn xài mà riêng cô có chất sơ cô, có chất sơ nó hay cái tiểu hộp đó thôi mà cô dùng giảm tỷ lệ đường kiểm tra đường bình thường có 5.5. Wow, wow, bình thường hả? Bình thường quá đẹp luôn, số đẹp bình thường. Wow, chúc mừng cô, wow, tuyệt vời, wow.